Vâng, mở đầu video này lại gửi tới cho quý vị một tác phẩm xanh Nam Điền này. Đấy, trong không gian của bonsai quốc tế thì anh em nghệ nhân cũng sẽ tìm những tác phẩm của Việt Nam, ví dụ tác phẩm xanh là một trong những tác phẩm truyền thống của Việt Nam. Thế nó cũng mang theo cái lối phong cách của Nhật, nùn nực. Và anh em cũng đang định hình theo cái lối quốc tế. Cây đã được ký rất là nguyên bản rồi. Và Sang nói là tác phẩm này sẽ giao lưu với anh em là 5 triệu. 5 triệu tác phẩm này, tôi sẽ đo cho anh em này. Hoành cái này là được 70. Chiều cao là 30. Tàn là 50, cái này là 5 triệu. Hoa tường vi. Cây tường vi anh em, cây nùn nực rất đẹp này nhé. Cành này ra chúng ta có thể tỉa bỏ và chúng ta sẽ lua những cành này trên là nằm bông răm này. Đấy, sẽ lộ toàn bộ cái thân này ra. Hoành là bằng 45 cm này. Chiều cao là 23 cm này. Tàn rộng là 40 cm này. Cây này cũng giao lưu với anh em là 6 triệu này. Một cây rất đẹp. Đẹp không? Yeah. Kiếm được gốc nùn được tường vi này cũng rất là 6 triệu. 6 triệu anh em nhé. Rồi anh em liên hệ với cả Trần Hiệp là 0399903128. Đây có một tác phẩm táo và nhiều quả chưa nè. Đây là cây táo này. Đấy, nhẽ là ăn được rồi đấy nhưng mà cây cảnh cho nên là táo này. Rồi, để cho nó đẹp. Cây táo này giới thiệu anh em là cây về được 1 tuần rồi. Tuần mà cây rất đẹp. Táo Nhật đúng không anh? Táo Nhật. Này giao lưu với anh em là 3,5 triệu. Hoành được 20. Chiều cao là 30. Khéo, vậy đấy. Bình tĩnh nhẹ nhàng thôi. 3,5 triệu anh em nhé. Ok anh. Đây tiện đây có một lô táo mini luôn này. Đây cũng táo à? Cây này thì bắt đầu trổ quả, cây này thì nó được đến Tết anh em nhé. Được đến Tết cơ à? Quả này đến tận Tết này, quả táo này. Thật đấy. Thật đấy. Này, bỏ cái này để anh em bỏ những cái này để anh em ngắm cho nó kỹ cái bộ bệ. Nhưng mà tại sao lại được lâu thế? Bây giờ bắt đầu đang trổ quả như quả lon này. Quả này sẽ bền đến Tết này, anh em chơi văn phòng thì rất ok này. Lại giao lưu với anh em là 2,5 triệu nhé. Vâng. Táo này. 2,5 triệu. Anh em lấy cái nào nhớ chụp ảnh cho Trần Hiệp nha, bởi vì số lượng cây nó nhiều. Cây này cũng 2,5 triệu này, tôi sẽ gỡ bỏ toàn bộ cái rêu anh em là làm cho dâm mát này để đi trên máy bay về này, để cho anh em nộ toàn bộ thân này. Cây này cũng 2,5 triệu này. 2,5 triệu này. Cái này mới nhiều quả chứ. Ui dồi. Ui trời, mấy ông này sợ tình thế nhỉ, nhiều quả cái là giá lên ngay này. Đúng là cây này. Đếm quả ăn tiền. Đếm quả ăn tiền, mấy ông này cũng chịu chơi vết. Nhưng mà cây này phải nói thực sự đẹp. Cái này mấy ông nữa nó to lên, nó lúc nó lúng lẳng. Quả lúng lẳng. Vâng. Cái này anh em giao lưu với anh em là 4 triệu này. 4 triệu, ok anh. Đấy, cây này ít quả lại giảm ngay. Cây này quả cũng nhiều lắm ấy. Nhưng mà cây này đường co lắc nó không đẹp như cây vừa nãy. Đây, thì nhìn này, 2 cây. Cây này nó xoắn đấy này. Ok. Cây này nghệ thuật thì sẽ không được đẹp bằng cây vừa nãy. Ok. Cây này anh em giao lưu là 2 triệu 8. 2 triệu 8. Đây, cây phong này. Phong nhỏ. Cái phong giống này anh em này. Anh em nào đam mê khám phá này thì cây này anh em là báo 700k này. Cây phong thứ hai này. Cũng cây phong 1,8 triệu này. Cây phong thứ ba này 700k này. Vâng. Chơi cái này là chúng ta vừa chơi vừa khám phá này, tìm hiểu thêm này và nuôi dưỡng này. Cây tiếp theo này, cây phong này. Rồi đây anh em báo giá 1 triệu này. Đẹp không? Vâng. Cây Nhật này, cây Nhật anh em nhìn này. Dây buộc. Đây là một lô phong hết rồi, nó táo hết rồi. Đấy, còn cây táo này. Cây táo ấy nữa.
cái này là cây chất. Cây này cây đẳng cấp này, cây này hai ba ống nước lại mầm đẹp lắm. Hoành là 18. Làm mẹ quả màn. Ơ đừng. Cây cảnh nhà ông Nguyễn Vật thì có mà hỏng nó trừ chào 30. Này giao lưu với anh em là 3,5 triệu. À. 3,5 triệu. Bạn ăn ngày mai là lên gì. Ok. Rồi, đây. Giới thiệu với anh em mấy cây thông này luôn này. Sau ta lại quay về hàng nhỏ nhỏ này. Đấy, lâu lắm rồi mới lại lô thông cây Nhật VIP về. Này. Vâng. Cũng khá là lâu rồi đấy. Khá do lâu rồi mới tôi có. Này anh em về kia. Có lô thông Nhật về với cả đây, Việt Nam. Chỗ. Thông này thông đen này. Thông đen Nhật bạn. Hoành là được 40 anh em nhé. Vâng. Chiều cao là 48. Tàn rộng là 50. Này giao lưu với anh em là bằng 25 triệu. 25 triệu. Tiếp một cây thông nữa. Cây thông cây này có đường đi rất nghệ thuật. Cây này làm chất phết anh chị đường. Hoành cây này được 16 sen. Có đường đi con lắc rồi. Cây này thì anh em đang báo 14 triệu. Quá nghệ thuật, quá đẹp. Đây, cây trực. Cây này thì quá cổ. Cây này đúng như kiểu dạng xanh Nam Điền Việt Nam ấy, nùn được. Hai chân này như vị lực sĩ ấy. Hoành là 46. Cao là 50. Tàn 55. Cây này báo anh em là 25 triệu. 25 triệu. Rồi, cây trong cùng, chả biết nó là cây gì. Cây này là cây nho. Nhót nhót. Nhót à, nhót Nhật à? Nhót Nhật. Nhót Nhật. Hoành cái này được 16. Cao 55. Tàn 48. Hoành 16 cao 55. 10 triệu. Lưu về anh em 10 triệu. Ui sao cái này giá hợp lý thế nhỉ? 10 triệu này. Cái quốc tế này đâu ạ? 10 triệu. Đấy, anh em ưng thì liên hệ với cả Trần Hiệp, trong này có một lô ấy này, các cái cây nhỏ này. Ấy anh. Cây bán rồi. Ui giời ơi, thế nói chuyện gì. Tiếp. Đây là cây đợt này là cây đẹp nhất trong đợt này về. Phải đỗ nói là quyền. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một cây nó lùn được đẹp như này. Cái hoa đỗ quyên này. Cây này hoành đo chỗ này được 57 cm. Vâng. Cây lùn đực này 57 cm. Chiều cao được 40 cm này. Tàn bay được 55 cm này. Đó là cây rất đẹp. Nặng phết đấy anh ạ. Chú đứng bên kia quay. Cây này quay gì cái bàn này nói. Quay kỹ, quay mẹ bên kia cho anh ạ. Rồi, quá chuẩn luôn. Bao nhiêu anh nhỉ? Này anh em đang báo là bằng 50 triệu. Cây này được. Này quý vật tầm quý nhân, có khi có tiền không tìm được cây nùn này chứ. Đẹp đấy. Tùy lúc nó mới có mà. Đúng. Ok đi. Đây. Chỗ này là mình xem có này, một cây thông này. Thôi mình sẽ đưa dơ từng cây một nha chú nhé. Tùng tùng. Ờ cây tùng, tùng si ba cư này. 2,5 triệu này. Hình như đều 2,5 triệu một cây, anh cứ dơ lên. Anh em thích kiểu nào, mẫu nào thì 2,5 triệu. Anh em liên hệ với cả anh Hiệp 0399903128 đấy. Đấy. Tùng Sibaku. Cây này 1,8 triệu à? Cây đấy 1,8 triệu. 1,8 triệu. Anh em mà lấy cái nào chụp ảnh anh tách Zalo ấy nhá. Mình cứ cầm lên cho dứt điểm từ cây một. 1,8 triệu. Okay. Đấy anh em mà không thích cái này anh em hãy đổi cho hợp tác xã.
nhận đổi luôn. 1,8 này. Ok. 1,8 này. 1,8 triệu. Cái lô này có đồng giá 1,8 này. 1,8 triệu. Cây này cũng đồng giá 1,8 triệu. Này các bạn thường xuyên đánh Atolic vào là cây đẹp thường xuyên nhé. Video của hợp tác xã chúng tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Ok. Và sẽ hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ nhé. Vâng, đấy quý vị. Anh em có nhu cầu tìm những cây của Nhật hay là muốn trao đổi, anh em liên hệ với Trần Hiệp. Rồi, cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều. Xin cảm ơn anh em nhé.